Thưa quý vị, bản tin kế tiếp là một bản tin có thể nói là nhằm để có thể đưa cái thông điệp cảnh báo đối với những người nào mà cố tình làm sai cái luật về social distancing của chính phủ địa phương cũng như là liên bang đưa ra. Social distancing tức là phải giữ cái khoảng cách tối đa, tối thiểu là 6 feet khi mà tiếp xúc với người kia để tránh trường hợp bị lây nhiễm COVID-19. Thì bây giờ vẫn còn tiếp tục áp dụng tại khắp nơi. Nhưng mà trong thời gian mà ban hành cái lệnh này thì cũng có một số thành phần không có áp dụng theo, và có những người họ đã cố tình luôn. Thành ra là tại nhiều tiểu bang từ California cho đến Texas cũng như là New Jersey đã có những người bị bắt và bị phạt, và có những cái trường hợp tại chẳng hạn như là tại Manhattan của Manhattan Beach tại California, có một người surfer đã bị bắt giữ vì không có thực thi cái lệnh này, khiến cho bị phạt đến 1.000 Mỹ kim. Nhưng mà cái này mới quan trọng nè quý vị, đó là tại tiểu bang Texas. Thưa quý vị, có hai người đã bị bắt, và hai người này làm về cái ngành beauty tức là nails, cũng như là làm về cái eyelash tức là cái lông mi đó, ở tại tiểu bang Texas, thành phố đó là Laredo. Theo một cái phóng sự điều tra của một cái đài truyền hình có tên là KGNS, đây là một cái đài tiếp vận với cái đài lớn của Hoa Kỳ, đó là NBC News, thì thưa quý vị, họ chiếu một cái đoạn phóng sự liên quan đến một cái cuộc gọi là undercover, tức là những người mà cảnh sát ngầm đó, họ đã gài vô để họ làm hẹn với lại hai người này. Một người, thưa quý vị, 31 tuổi, có tên là Anna Isabel Castro Garcia, làm chủ một tiệm nail. Và cô này năm nay 31 tuổi, cổ đã tìm cách để mà nhận người về nhà để mà làm nail ở tại cái nhà của mình. Nói về cái vấn đề mà luật của cái người giữ bằng nail đó, thì coi như họ không nói tới, tức là mặc dù đã vi phạm rồi, tức là không được làm nail ở nhà, chỉ làm ở tại tiệm mà thôi. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà social distancing thì cổ đã vi phạm cái vấn đề này, tại vì cổ đã nhận khách hàng đến nhà cổ để làm. Tại vì làm nail thì không thể nào làm cách xa 6 feet được. Thành ra là cảnh sát chìm đã liên lạc với cô này và làm appointment để đến nhà cô này làm nail. Thì cổ đã làm việc ngay tại nhà của mình. Một người khác nữa có tên là Brenda Stephanie Mata, 20 tuổi. Cô này làm về cái ngành gọi là eyelash, tức là cái lông mi, thì cũng đã bị những người undercover, cảnh sát chìm, đã gài vô và làm hẹn và đến nhà của cô này để mà làm eyelash. Thì đó là hai cái người rất là tiêu biểu của tiểu bang Texas nằm ở tại Laredo. Thành ra là cái bản tin này đưa ra một phần cũng là send một cái thông điệp để cảnh báo cho những người nào mà đang làm trong những nghề này, mà bị coi như là muốn thu nhập, có thu nhập trong cái lúc mà đang thực hiện thực thi cái lệnh gọi là social distancing đó, mà muốn kiếm thêm tiền làm ở nhà thì phải lưu ý cái vấn đề này. Tại vì quý vị rất dễ dàng có thể bị bắt và bị phạt tiền rất là nặng liên quan đến vấn đề cố tình vi phạm cái luật social distancing. Thì với cái bản tin này, chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ tránh, đừng có làm cái việc này để rồi sẽ mang họa vào thân. Chưa nói cái vấn đề là có thể sẽ bị lây nhiễm bởi cái người khách đó đến nhà của mình để mà làm nail hay là làm eyelash chẳng hạn, thì ngoài cái vấn đề mà có thể bị bắt thì quý vị vẫn có thể cái xác suất cao là bị lây nhiễm nếu như người khách hàng đó bị dương tính với COVID-19. Nên là quý vị phải thật là cẩn thận với cái điều này.